Vườn Quốc gia Phước Bình, huyện Bắc Ái, tỉnh Ninh Thuận có tổng diện tích khoảng 25.000 ha, là nơi bảo tồn nhiều loại thực vật, động vật quý hiếm như bò tót, vượn đen má vàng, sơn dương, chồn hương, nai, mang lớn Trường Sơn, TT Sava. Theo thống kê, tại đây có trên 330 loài động vật, trong đó có nhiều loài quý hiếm nằm trong sách đỏ Việt Nam và danh mục đỏ thế giới. Thưa quý vị và các bạn, sau lưng phát đây là những con bò tót có chiều dài khoảng 2m, chiều cao thì tầm khoảng 1m7 và cân nặng là gần 1 tấn. Nghe những thông tin vừa rồi quý vị có tin không ạ? Nhưng mà đó thật sự là những số liệu chính xác nhé. Tại vì đây là những con bò tót lai chứ không phải là những con bò bình thường. Là một cái điểm rất là khác biệt của Vườn Quốc gia Phước Bình so với những khu dự trữ thiên nhiên khác trên cả nước. Và trong chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về giống bò tót lai này nhé. Khoảng 15 năm trước, một con bò tót đã về vùng đệm của Vườn Quốc gia Phước Bình, giao phối với nhiều bò vàng của người dân địa phương, sinh ra một đàn bò tót lai gồm khoảng 20 con F1. Từ đó đến nay, Sở Khoa học và Công nghệ hai tỉnh Lâm Đồng và Ninh Thuận tiếp tục lai giữa các giống bò F1 cũng như giữa giống F1 với thế hệ F2, F3. Thưa quý vị và các bạn, bắt đầu từ năm 2021 thì đàn bò tót lai đã được đưa về nơi ở mới trong một khuôn viên rộng khoảng 5 hectare tại vườn thực nghiệm Phước Bình. Và tại đây thì chúng được chăm sóc bằng thức ăn xanh và nuôi dưỡng trong môi trường bán tự nhiên nên chúng phát triển cũng khá là tốt. Và để rõ thêm về những thông tin cũng như là cách chăm sóc của giống bò tót lai này thì chúng ta sẽ cùng trao đổi với ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Giáo dục Môi trường và Dịch vụ Môi trường rừng. Vâng, xin được chào ông ạ. Xin ông cho biết là hiện nay là Vườn Quốc gia Phước Bình của mình là có tổng cộng bao nhiêu con bò tót lai và đó là giống lai của thế hệ như thế nào ạ? Thì nó là hiện nay thì được 11 cá thể trong quần đàn này, nhưng mà trong đó là còn 4 cá thể đực, còn lại là cái. Thì cơ bản là các cái đây là con lai thế hệ thứ nhất. Và nó là anh em cùng cha khác mẹ. Bố là bò tót và mẹ là bò vàng. Vậy thì trong một cái đàn bò mà tự nhiên thì làm sao để phân biệt được ngoại hình của cũng như là có đặc điểm gì đặc biệt của những con bò tót lai ạ? Cái thứ nhất là cái màu lông, cái hình dáng này là nó phải to rồi. Hai nữa là cái màu lông nó thì màu đen, đặc biệt là bò đực thì nó màu đen truyền luôn. Còn bò cái thì cái màu nó nâu hơn một chút. Hai nữa thì là cái sừng của nó thì sừng rất là đẹp, sừng tròn to, và cái lỗ tai là lá mít, và đặc biệt là trên cái lưng của nó là cái sống lưng của nó thì nó có 11 cái khớp xương ấy, là nó cao nhô lên hẳn, nó khác với là bò nhà mình là có cái u. Hiện tại các nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu tổ chức lai tạo các giống bò có chất lượng tốt với đàn bò tót lai F1 nhằm tạo ra những cá thể có tầm vóc to lớn hơn, đồng thời tạo nét khác biệt cho du khách khi đến với điểm du lịch sinh thái Phước Bình. Thưa quý vị và các bạn, vào năm 2015 thì con bò tót đực, tức là thế hệ F0 đã chết vì tuổi già và tiểu bản của nó đã được trưng bày giới thiệu tại Trung tâm Giáo dục Môi trường và Dịch vụ Môi trường rừng. Và đây là một cái điểm rất là thu hút của du khách khi mà đến với Phước Bình. Chính vì thế mà Phát thấy là tham quan ở đây có rất là nhiều bạn trẻ và đằng sau Phát là những bạn như vậy, và chúng ta sẽ cùng đến để giao lưu và gặp gỡ các bạn ấy nhé. Xin được chào em. Và mình đến từ lâu và mình đã từng tham quan một cái khu trưng bày nào về các bộ xương của các loài động vật quý hiếm như thế này chưa? Dạ thưa anh, đây là lần đầu tiên mà em được đến tham quan của loài bò tót này, và thực sự là từ đó đến giờ em chưa bao giờ được xem qua loài động vật quý hiếm này ạ. Có suy nghĩ thế nào khi mà mình lần đầu tiên đến đây? Điểm đến này thực sự rất là đặc biệt đối với em. Thì em thấy tỉnh Vườn Quốc gia Phước Bình nói riêng và tỉnh Ninh Thuận nói chung nên phát triển để cho mọi người đều biết đến loài động vật quý hiếm này, đến tham quan và tìm hiểu về chúng. Xin được cảm ơn em và chúc cho chuyến đi của mình thật nhiều thú vị em nhé. Theo định hướng, thời gian đến, Trung tâm Giáo dục và Dịch vụ Môi trường rừng Vườn Quốc gia Phước Bình sẽ tiếp tục đẩy mạnh các tour tuyến du lịch sinh thái, tìm hiểu về đa dạng sinh học của rừng nơi đây. Như vậy, ngoài những thác nước hùng vĩ, những phong tục độc đáo của đồng bào rắc lai địa phương, Phước Bình đang là điểm đến vô cùng hấp dẫn dành cho những ai muốn tham quan chiêm ngưỡng đàn bò tót lai quý hiếm ở Việt Nam. Chắc chắn là một trải nghiệm khó quên.